ông Mỹ Lợi từ Gò Công đi về thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia phải đi qua phà, qua sông Mỹ Lợi. Bây giờ thì có cầu vượt. Cảm ơn Chúa, cảnh quan rất là đẹp đẽ. Đi qua đây thì xe hơi sẽ mất phí là 35.000 đồng xe 5 chỗ. 5 7 chỗ trên tàu. Dạ. Xe 16 chỗ 5 chỗ. Xin Chúa ban phước cái vùng đất Gò Công. Sẽ có nhiều người nhìn biết Chúa Giêsu Christ.